Hi, xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi với các bé nhím nhé. Mình vừa mới dọn cái hồ nuôi nhím xong. Nhiều bạn thắc mắc hỏi là nuôi nhím thì có gì thấy như gì vui không? Ở đây các bé cứ ăn rồi nằm, ăn rồi ngủ. Nhím có cái dễ thương riêng nha. Giờ nếu các bạn có một cái khu cái sân hay cái vườn gì đó, các bạn có thể thả nhím ở trên nhím đi chơi. Hay như các bạn thấy, nhím thì đặc biệt là không cắn nha các bạn, yên tâm. Mình có thể làm đủ giò với nhím đây. Cách bế nhím luôn nha, mình bế từ dưới lên. Các bạn thấy đấy. Bữa các bạn nào nói mình nắm gai là không tốt, chẳng qua là tại do làm nhanh thì mình phải nắm gai để mình dọn cho nhanh thôi. Mùa này rảnh quá thì ngồi chơi nhím được mà. Trò chơi vui nhất là trò mà lệnh cho nó cuộn lại này. Các bé rất là dễ thương nha các bạn. Đây là cái nhà ngủ cho nhím luôn, nhà ngủ bằng sứ, nhà ngủ qua trứng bể, nhìn nó dễ thương không? Sẵn chụp hình quảng cáo cho quả trứng luôn. Thì chúng ta sẽ thả thử coi nhím sẽ đi đâu, làm gì nếu nó được thả ra ngoài. Ô, bé chịu bò, bé kia còn nhát chưa chịu đi nữa. Đấy, bé là chịu gà, mập hơn bé kia luôn. Bé kia ra thì bé này lại vô, hay thật. Bé này là màu viêm tốt nha, trên lưng nó có hai màu. Nhím thì sẽ ăn đồ ăn như mèo nha các bạn. Rồi có lắp bình nước sẽ uống. Công nhận là lười ghê luôn. Bé kia ra thì bé này là vô. Nhím nó ra thì nó lại rút cho một hang giống như là chuột hamster nha các bạn. Đấy. Không biết chừng nào sẽ đi ra ngoài. Cái này bỏ vô thấy có đồ ăn là chạy ra ăn liền. Mình cái miệng nó nhai rất là ghét nha các bạn. Ngày 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 gột gột luôn. Còn này có đồ ăn này con, cái đây này con cũng quyết tâm trốn trong đó. Này, nó bắt đầu chui qua bên hàng mé bên kia rồi. Ngoài đồ ăn mèo thì nhím có thể ăn được sâu dế nha các bạn, nhất là khi tới mùa đẻ thì nhím sẽ thường ăn sau Super Bowl để bổ sung thêm dinh dưỡng để có sữa nuôi con nha các bạn. Độ tuổi sinh sản tốt nhất của nhím là tầm từ 10 tháng trở lên. Nhím cái 10 đến 12 tháng tuổi là bắt đầu có thể sinh sản lứa đầu được. Này, nhím uống bình nước như hamster nha các bạn. Ngoài màu giúp nhiều mấy bé cũng nhát nữa. Nó uống nước thấy cưng lắm nha các bạn. Mấy viên lót trong chuồng là gỗ nén nha các bạn. Kia là đồ ăn cho mèo.
nhím thì khá là vô hại với các loại thú cưng khác, nó cũng không tấn công mấy bạn khác, không thể nào phóng gai được như là nhím ăn thịt nha các bạn. Đây là nhím kiển nha, tên tiếng Anh của nhím này là hedgehog nha các bạn. Gãi như chó vậy đó. Đấy, nhím còn có một đặc trưng nữa là khi nó buồn buồn thì nó sẽ tự phun nước miếng nước bọt gì đó lên người nó, một kiểu làm vệ sinh nha các bạn. Chưa hòa chưa ra được gì con. Đây chơi nè, mập quá muốn nù. Rồi, các bạn chơi nhiều với các bé thì nó ít xù gai lắm nha các bạn. Đấy, ra nè con. Cái này tại sao nó mập? Tại nó rất là nhiều, nhiều một cái là ăn liền luôn. Đây là một cặp nhím nha các bạn. Hàng bất chấp luôn. Đấy. Bé này mà cuộn tròn lại thì nó còn dễ thương dữ nữa. Này các bạn thấy không? Sao có? Mình nhớ để ý đến móng tay móng chân nha, có khi là nó bị dài quá. Một số bé là móng tay nè, móng chân nó dài quặp xuống luôn thì rất là khó. Cũng vẫn phải cắt giống như là cắt cho hamster thôi. Cứ chơi mấy bé quen người xem mình sẽ cắt được. Gãi như chó nè. Có phân biệt được cái luôn. Này, bé này là bé cái các bạn, nó không có bi. Lỗ tiểu với lỗ ị nó gần nhau, là bé cái. Bé bên kia bé được. Mình đổ ra cho mấy bạn xem luôn. Cứ đổ ra bé này đổ ra thì bé kia lại vô. Cái xem được cái thì cũng vậy thôi. Đấy. Lỗ tiểu nè, lỗ ị xa nè. Thường thường nó sẽ còn nổi bi lên nữa. Đấy. Bạn đừng lo là cầm xíu không có đau đâu nha các bạn. Ở nhiệt độ mà nhím nuôi á, thì thường là ở nhiệt độ môi trường bình thường, từ 25 đến 30, 32 độ C đều được, ok. Mà tất nhiên là ở vùng cái gì thì nhiệt độ 28, 30 là tốt nhất. Nó không quá lạnh, không quá nóng. Nhím này thì có thể nuôi ở trên Đà Lạt cũng nuôi được nha các bạn. Nuôi trong nhà, đừng để ngoài trời nhiều quá sẽ bị cảm sổ mũi. Cái nhím to thì sẽ có đề kháng nhiều hơn là nhím baby. Lại ăn nữa rồi. Nhím thì sinh sản cũng khá là nhiều, khá nhanh như hamster. Tầm khoảng nó đẻ liên tục luôn á, nếu mà sau cái thời tuổi mà sinh sản của nó, một năm đẻ được khoảng tầm 3 đến 4 lứa luôn. Thời gian mang thai của nhím thì tầm khoảng mình không nhớ chính xác, tầm khoảng 4 5 tuần gì đó. Lâu quá không nuôi nhím đẻ. Kỷ lục của một bé nhím có thể đẻ được ra 10 bé. Thường thường nhím tại shop đẻ được 3 4 bé à. Quay không có tay nuôi cho lắm. Ngoài cái nhím này thì đồ chơi đi kèm cho nhím là cái vòng chạy giống của hamster ấy, như các bạn, mà nó khá là phải to dữ lắm mới vừa cái nhím này, nên kèm theo là giá thành nó cũng hơi là mắc, nên dẫn đến là ít người mua, nên các bạn không thấy phổ biến cho lắm. Và nhím còn có cái dây dắt cho đi chơi nữa nghe. Hồi trước cái vụ có quay cái clip đó rồi, các bạn sẽ lại coi trên YouTube của shop có cái dây dắt nhím đi chơi.
Đấy, khi nuôi nhím thì chỉ cần một cái thùng nuôi, có thể nuôi trong hộp kín cũng được, thùng nhựa cũng được, có một cái nhà ngủ này, có một cái chén ăn, đảm bảo là không bị lật nha các bạn, nhím nó phá lắm. Rồi bình nước bi, các bạn sẽ thấy ăn rồi uống và ngủ, đó là những việc chính của nhím. Anh thích mấy bé đi chơi thì bắt ra bỏ ngoài sân, nhưng mà tụi nó cũng lười, có khi nào xin nó chạy không, lại kiếm một góc nào nó ngủ. Lót chuồng thì bằng gỗ nén là tối ưu nhất. Ngoài ra các bạn có thể thay thế bằng mùn cưa, bằng cát mèo cũng được. Nói chung là nhím nuôi tương tự khá giống như mèo, như chuồng ferret. Đấy. Thì cơ bản cũng sẽ xài đồ ăn là mèo, bình nước. Lót chuồng cũng tương tự nhau. Đang uống no nè đúng không? Nãy giờ các bạn xem clip thì thấy hay, nhớ đăng ký cho kênh YouTube của Bé Show các bạn. Dạ thì bé Nhím chào mấy bạn rồi đi ngủ nè. Chào mấy bạn nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi nãy giờ. Bye bye. Không sao nhé, thôi ngủ đi con. Nhờ quá. Bye bye các bạn luôn, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nhé.